Xin chào toàn thể anh chị em quay trở lại với kênh YouTube của em Thanh Phạm nhá. Hôm nay tiếp tục em lại lên giới thiệu đến các bác và anh chị em một số mẫu sản phẩm của bên shop. Thì đầu video kính chúc anh chị em có một buổi tối thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe bên gia đình. Thì hôm nay em lại lên sản phẩm mới giới thiệu cho mọi người. Anh em nào ưng ý sản phẩm nào thì có thể ủng hộ em Thanh nhá. Em có về thêm được một cái lô bút. Đấy, lô bút của hàng của Amazon. À, hàng của Amazon thì sắp vào năm học rồi, anh chị em mình có thể mua cái này. Đấy, để tặng cho con cái nhà mình hoặc là các bác cũng làm việc là viết lách trong gia đình. Đó. Đây thì nó là hàng đến từ Amazon anh chị nhé. Một cái hộp bút như vậy, trong một hộp bút như này nó có 6 cái bút. Đây mọi người nhìn. Đó, nó có tận 6 cái bút lận. Đấy, Amazon Basket gì đó. Đây. Đó thì cái bút ở đây ấy, thì nó sẽ có mỗi một cái bút thì nó sẽ có ba bút. Đấy. Mình cứ ấn xuống là ok thôi. Đấy, mình kéo xuống như vậy. Đấy, kéo xuống như vậy. Đấy là nó ra, kéo xuống như vậy. Đó. Rồi, bút ở đây thì mực của nó ấy, đây nó sẽ có một là mực đỏ, hai là mực xanh. Đấy, nó có hai màu xanh như vậy. Em sẽ viết thử luôn cho các bác nhá. Đấy, đây là bút màu đỏ thì đầu tiên bút của nó là bút mới nhá, nên là mình sẽ viết ấy. Đấy, mọi người không thấy nét bút khá là ok luôn. Màu xanh này. Đấy, màu xanh này, màu xanh lá cây. Đấy, và màu xanh da trời đây. Đấy, ba màu bút nhá mọi người nhá, ba màu bút trên một cái bút như vậy. Đó thì một hộp như này nó có 6 cây nhá mọi người, 6 cây. Anh chị nào lấy thì báo em, có nó có vài hộp thôi. Ở đây nó có một cái cài nữa này. Đấy, cài và áo. Giá cho một hộp bút như này nó chỉ có 60.000 anh chị nhá, 60k. Đấy, ở đây em nhìn thấy này. USA này. Đấy, Mexico này. Ocha cái gì đó này này. Tức là Kim Đô. Đó. Còn cái này nó là cái gì? Lúc bùng cái gì đó. Đấy thì em có thấy cái này có nghĩa là nó đến từ nước khác nhau sao á. Nó là hàng xuất đến các nước khác nhau sao đó. Đó. Thì hàng Amazon 60.000 đồng một hộp nhá. Một hộp 6 chiếc. Rồi, tiếp theo thì em có về được cái lô pin khô. Đấy, pin 2A khô. Cái dòng này nó xài cực kỳ là tốt nha các bác nhá. Các bác để ở trong cái điều khiển đầu mót của các bác ấy 10 năm không chảy nước luôn, 10 năm không chảy nước luôn. Con này đến từ thương hiệu là GP Extra Hack Duty. Đấy, Hack Duty. Thì dòng pin này là pin 1.5A. À sorry nha, 1.5V, 1.5V pin 2A nhé. Thì những cái mẫu này các bác đưa vào những cái đồng hồ, những cái điều khiển các thứ ấy, mình xài, hoặc là anh em hát karaoke hay dùng những cái mic như này, những cái dòng pin như này. Đó. Cái sản phẩm về đồ linh kiện chất lượng cao á, thì người ta dùng cái loại pin xịn như này này. Đấy, pin này của hãng GP nó rất là nổi tiếng. 10 năm không chảy nước luôn các bạn, 10 năm không chảy nước luôn. Đấy, GP Extra mới 100% nhá mọi người nhá, mới 100% như vậy. Và cái dòng này em Thanh gửi đến cho anh chị em mình với cái mức giá của nó là 8.000 đồng một cặp nhá, 8.000 đồng một cặp. Đấy, hàng xịn luôn mọi người ạ, hàng xịn luôn. Về anh em mình lắp vào pin đồng hồ hát karaoke hay những cái con chuột máy tính hay những cái đồng hồ đó. Đó, thì đấy là một cái dòng pin 2A nhé. Anh chị em báo em là pin 2A màu xanh GP này, pin 2A. Tiếp theo thì cái này, đấy, nó rất là tiện dụng cho các bác dùng này. Con này nó là cái con đo nhiệt kế thân nhiệt của con người đó. Đấy, đo nhiệt kế. Thì dòng này nó rất là hay, thương hiệu là Pocket the Monster, hàng đến từ Nhật Bản. Đấy, hàng đến từ Nhật Bản nhưng nó gia công tại Trung Quốc nhé, gia công tại Trung Quốc. Đấy. Thì em cứ mở ra cho các bác xem đã chi tiết này. Đây là giấy giới thiệu này. hoàn toàn là chữ nhật luôn nhá. Các bác có thể dịch ra. Đấy, có thể dịch ra thì nó sẽ tự động nó phát hiện ra tiếng Nhật sang tiếng Việt luôn. Lát nữa em sẽ test thử. Đó, đấy, sản phẩm này thì rất là hay, mình chỉ cần cắm vào cái điện thoại của các bác là mình xài. Đấy, xài. Chân này nó là chân Type C nhá. Ở trên này có cái cảm biến thân nhiệt này. Rồi, màn hình hiển thị nhiệt độ. Đấy, độ C. Ví dụ như em đang có một cái con Samsung sử dụng chân của nó là chân Type C thì bây giờ hầu hết là điện thoại dùng chân Type C rồi. Các bác chỉ việc cấp vào đây cho nó thôi. Đấy, cấp vào đây cho nó này. Bây giờ hiện tại ngoài môi trường đây nó có hiện lên chữ nhà này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Chữ nhà này là 34,2 độ C này. Mình dí vào đây nhá. Dí cái này vào trán của trẻ em nhà mình này, hoặc là người bị sốt này, các thứ này. Theo như em nhận định thì cái con này nó rất là chuẩn nha mọi người nhé. Ví dụ như là mình đây, em sẽ giơ vào trán thử cho các bác xem này. Đó, thì nó kêu này. Đó, 36,2 độ này. Bo boy này, bo boy là người, còn là nó hiển thị lên đây. Đấy, biểu tượng nhà. Đó mọi người nhé. Nó có thể cảm biến cái nhiệt độ ở trong phòng. Đó, rất là hay luôn. Và ngoài ra thì nó sẽ có cái vỏ như này. Cái vỏ như này để các bác bọc. Đấy, rất là hay. Cái này nhỏ gọn lắm. Có một cái loa đây nhá. Có một cái loa đây để nó tít một cái là mình xài. Đấy, đầu Type C này. Rất tiện lợi, có cái móc đeo đây nhá. Đây, mọi người tải cho em cái Google dịch này về nhá. Là anh em dịch được hết luôn. Thì mọi người chuyển qua cho em cái tự phát hiện ngôn ngữ này, xong là sang tiếng Việt này. Thì đây nó có cái bản này nó là cái bản sách hướng dẫn nhá. Bây giờ mình chuyển sang ấn để cho nó dịch luôn. Đấy, thì ở đây các bác nhìn này, cái chữ này từ Nhật sang Việt này, các bác nhìn thấy không? Từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Xong là các bác ấn vào đấy mà mình chụp xong là nó sẽ dịch ra cho các bác luôn. Đây. Đó, thì đây thì nó sẽ là từ Nhật và sang tiếng Việt. Đó, chứ còn nếu tiếng Trung thì nó sẽ là từ tiếng Trung sang tiếng Việt. Đấy, thì các bác về các bác dịch ra đọc thôi. Đấy, là bà sao là em bảo đây là hàng Nhật. Nói chung là hàng nào thì hàng, nhưng mà sản phẩm nó cứ gọi là ok là được anh chị ạ. Đó. Thì giá cho một cái như này nó là 80.000 đồng một cái nhá. Đấy, thì các bác nào lấy thì báo em là đo nhiệt kế đi. Đo nhiệt kế. Đấy, máy đo nhiệt kế mini. Tiếp theo thì em có về được cái lô này. Lô này nó là cái dòng lô cái gối đệm mà anh em nhá. Cái gối đệm để các bác ngồi ấy, cho nó thẳng lưng cũng như là êm lưng. Đấy, êm lưng là một, với cái thứ hai là các bác đỡ bị đau xương sống. Đau xương sống vì mình ngồi nó sai cái tư thế. Đấy, thì cái gối này nó sẽ là dùng để trên ghế sofa này, hay là cái ghế làm việc của các bác, hay ngồi những bất kể một cái ghế nào đó mình lót vào đây. Hoặc là nhất là anh em trên ô tô nhá. Trên ô tô thì mình sẽ dùng cái này mình đặt trên ô tô ấy, thì nó tùy vào những cái phần xương sống của mình ấy, nó tạo nên một cái thế ngồi nó đúng vị, nó không bị đau. Đấy, không bị đau. Và cái chất liệu của cái thằng này nó rất là xịn luôn các bác này. Đấy, đằng sau thì nó sẽ có dây để anh em mình quàng sau ghế. Đấy, sau ghế các thứ nhá. Đấy, đồ của nó thì bao chất lượng luôn, rất êm. Nó làm là bè như vậy, không khác gì một cái ghế trên ô tô anh em ạ, trên ô tô hạng sang đâu. Đấy, êm cực kỳ luôn. Đó, mọi người nhìn này. Rồi. Thì mình sẽ đặt vào cái ghế làm việc chẳng hạn như này này. Đấy, rồi mình ngồi nó thẳng lưng lên, nó rất là êm, nó không bị đau lưng, bị gù lưng, các bác ngồi bị gù lưng á. Đó, con này nó gọi là con ghế công thái học nha anh em nhá. Ghế công thái học. Cái gối tựa lưng công thái học anh chị nhá. Đấy, gối tựa lưng công thái học. Các bác có thể để bất cứ nơi đâu. Anh em trên ô tô để cái này rất là ngon luôn. Đó, thì hàng nó đến từ Amazon nhá. Đấy, đến Amazon, nó là một cái sàn của Mỹ luôn. Thì các bác nào lấy cái mẫu này, giá cho em nó là 180.000 đồng anh chị ạ, 180k. Thì quá xịn luôn các bạn, chất liệu quá xịn luôn các bác này. Đó. Đây nhá, em còn một cái mã này anh em nhá. Anh em nào mà chưa có săn như được cái quả này á thì tham khảo thêm nhá. Con này nó quá là chất lượng. Lát nữa em cho anh em mình xem luôn. Con này là con lavabo hàng đến từ nội địa Nhật. À sorry anh em, hàng đến từ nội địa Trung. Thương hiệu là Supor. Đấy, Supor hàng nội địa Trung. Con này nó là dòng lavabo khách mua rất là nhiều và đã gửi video thực tế. Lát nữa em cho anh em mình coi xem luôn nhá. Thương hiệu của nó là hàng Supor này, Supor thì đó. Hàng đến từ nội địa Trung. Đó. Con lavabo này nó được làm bằng inox. Đấy, inox và nó trọng lượng của nó nặng thì đâu đó nó gần được 2kg nhá. 2kg nó rất là nặng luôn. Đấy, cần của nó là cần nóng lạnh, hai đầu nóng lạnh như này. Ốc cũng được làm bằng inox này, mọi người nhìn không? Đấy, cái cần này thì mình sẽ xoay được nhá. Xoay được và rất là to. Và đây em cân lên cho anh em mình coi đây. Một cái như này trọng lượng của nó là 1 cân 8, hơn 1 cân 8 nhá. Hơn 1 cân 8 một cái lavabo như vậy. Đó. Em gõ cho anh em mình coi. Đó, rất dày luôn. Rất dày mọi người ạ. Đó, một củ bộ như này vậy. Có 2 đường cấp nóng lạnh luôn. Đó, mọi người nhìn nhá. 2 đường cấp nóng lạnh quá ngon luôn. Và bây giờ em đo cái phần kích thước cho các bác coi nhá. Rồi, tổng chiều dài của nó từ mặt trên xuống cái mặt lavabo á là 30 phân nhá mọi người. Và cái chiều này nó là 23 phân. 23 phân. Còn đường kính em đo đường kính cái cần trước này, cái cần này đường kính của nó là 26. Đó, 26, 2 phân 6 luôn đấy anh em. Còn cái đường kính của cái củ lớn như này là 45, 45.5, tức là 4 phân rưỡi nhá mọi người nhá, 4 phân rưỡi. Đấy, rất chất lượng luôn một cái bộ như vậy. Đó, và bây giờ anh em xem qua khách hàng đã lắp lên chậu nó như thế nào nhá. Hello anh em, tôi review cho anh em cái vòi lavabo của Supor nhé. Đây, tôi lắp ở nhà tôi luôn. Cực kỳ là xịn này, mạnh, nước mạnh lắm luôn đấy. Nước mạnh vãi cả quyển luôn. Mặc dù đây là cái lavabo âm, cái chậu âm, tôi vẫn lắp cái vòi tràng này, rất tiện. Khi mình không dùng ấy, mình đẩy nó vào trong này. Đấy. Còn không? Cả chỗ này cho mình thao tác. Đấy. Khi đã dùng mình chỉnh nó ra. Đấy. Lấy nước đậu được, lấy nước hướng nào cũng được. Tiện cực. Nó mạnh nhá, đây Supor anh em nhìn này. Supor nhá. Đây, nhà tôi luôn là tôi dùng hàng chất lượng thì mới dùng đúng không? Rồi. Siêu mạnh, hỏi nó siêu mạnh. Rửa cái chậu này rất là dễ, nước này bẩn đầu mình đi cái vòi đây đấy, ngon đét luôn. Rồi, đó là một cái bộ này, nó quá là chất lượng luôn. Các bác nào mà đang làm nhà lắp một cái bộ này thì báo em nhé. Giá của nó thì cực là tốt thôi, bằng cái lavabo anh em mua ở ngoài thôi, nhưng mà chất lượng cái con này thì em cam kết với các bác là quá xịn đấy, quá xịn giò luôn. Em báo giá luôn cho các bác nhá. Giá một cái lavabo như này nó là 450k nhá. 450k em hỗ trợ anh em mình cái phí ship này. Đó. Rất tuyệt vời luôn. À, một cái điều nữa, con này nó có thể xoay được vùng tròn luôn nhá. Xoay được vùng tròn. Quá chất lượng mọi người ạ. Tiếp theo thì em có về thêm được một ít cái quạt để bàn của thương hiệu Xiaomi. Đấy. Sản phẩm tiếp theo thì em có về được một cái con đèn tiêu UV khử khuẩn. Đó, nhắc đến đèn tiêu UV thì các bác biết là nói đến cái năng lượng cái nắng mặt trời đấy. Nắng mặt trời thì nó có cái tiêu UV, hoặc là anh em biết những cái thực phẩm mà hay được khử trùng tiêu UV các kiểu đó. Thì có cái con như này, hàng đến từ nội địa Trung nhá anh em nhá. nó chất lượng lắm mọi người ạ. Đây em mời anh em xem qua nhá. Nó sẽ xài điện 220, công suất là 40W, tần suất là 50/60Hz, trọng lượng là 1kg nhá, 1kg cả thùng bìa như vậy. Đấy, anh em nhận được hàng được thì sẽ là hàng nó nguyên thùng như vậy này. Mẫu đèn này ấy, nó thích hợp mà cho các bác nào ở chung cư mọi người nha, chung cư mà nó không có ánh nắng mặt trời vào nhiều, hoặc là những cái nhà phố san sát nhau ấy, thì mình sẽ diệt khuẩn ở trong những căn phòng nó ẩm thấp rồi các thứ đó, mình sẽ diệt khuẩn cho những cái nấm mốc rồi là các kiểu vi khuẩn nó xâm nhập. Đấy, nó xâm nhập trong phòng thì mình sẽ xài cái mẫu như này. Đây là gọi là mẫu đèn khử khuẩn tiêu UV. Đấy, khi dở ra thì nó rất là chất lượng nhá, ngay như từ những cái tay cầm rồi từ những cái bóng đèn bóng điếc kìa. Đấy, bóng đèn bóng điếc và một vài chế độ. Con này nó cực kỳ là an toàn, cực kỳ là an toàn. Đó, như các bác thấy là nắng nó sẽ có những cái đèn tiêu UV. Đấy, có tiêu UV mấy loại á, nhưng mà mình vẫn phải mặc cái áo chống nắng vào để cho nó không có sự tiêu UV đó. Đấy, thì bây giờ em sẽ đo kích thước vào chia sẻ kỹ hơn cho các bác nhá. Kiểu dáng của nó thì nó như này. Ở đây thì nó sẽ có cái sợi bóng đèn tiêu UV. Đấy, và hai cái trụ để bảo vệ như vậy. Đấy, dưới chân đế thì to, có 4 nút để điều chỉnh. Nút ở đây là hẹn giờ 30, hoạt động là 30 phút này và 1 tiếng này. Khóa trẻ em và nút nguồn. Đó. Trên đầu thì nhỏ hơn ở bên dưới như này. Tổng chiều dài của nó, tổng chiều cao của nó thì nó đâu đó nó được khoảng tầm 43 phân nhá anh em nhá. Đấy, 43 phân. Trên này nó là 10 phân. Và đáy của nó đây. Đáy của nó thì xem khoảng tầm 19 phân anh em nhá, 19 phân. Đấy, con này thì hoạt động rất là đơn giản, cắm điện 220 vào. Mọi người cắm điện 220 vào thì ở trên này nó mặc định nó đã có cái nút khóa chị em luôn. Đó mọi người nhá. Nút khóa chị em luôn. Thì các bác phải giữ lì cho em vào đây thì nó bắt đầu chuyển qua nút nguồn. Đó, chuyển qua nút nguồn như vậy. Đó. Và bên này thì mình sẽ là có hai mức cái hẹn giờ diệt khuẩn 30 phút này hoặc là diệt khuẩn 1 tiếng thì mình bật nó lên đây. Và chế độ mình cho khoảng tầm 30 phút trước đi. Đấy. Đó, khi mà bật lên như vậy á thì nó đang phát hiện là có người ở xung quanh chuyển động thì nó sẽ không có hoạt động đâu mọi người ạ. Đấy, nó kêu tít tít lên như vậy. Đấy. Rồi các bác hoạt động ấy, thì mình phải bỏ vào phòng kín, tắt điện rồi mình đi ra ngoài thì nó sẽ hoạt động, nó sẽ bắt đầu khử khuẩn. Và khi mà người vào phát là tự động tắt, nó bắt lại báo kêu như vậy. Bây giờ em đi test thực tế cho các bác xem nhé. Thì mình nếu mà mình diệt khuẩn đó thì các bác phải đặt ở giữa nhà hoặc đặt lên trên cao thì bắt đầu bóng đèn nó phủ hết những cái trong phòng nhà mọi người. Đó thì bây giờ em bật lên và test thử luôn cho các bác nhá. Đó, mình giữ lì này, chuyển qua nút điện nguồn này. Đó, sau đó mình sẽ cho chơi khoảng tầm 30 giây. Em sẽ để cái cam ở đây cho anh em mình coi ha. Đấy, em sẽ để cái cam đây. Nóng ra ngoài và tắt điện. Đó, em chỉ cần chưa mở cửa nó đã phát hiện ra người và nó lại kêu, nó dừng rồi nó kêu luôn. Đấy, nên là rất là an toàn, mình không có lo ngại về cái vấn đề về sức khỏe con người. Đó. Thì cái dòng này nếu mà có gì thì mình cũng chỉ là như kiểu là ra ngoài ánh nắng thôi, để tránh nắng nó kia đó. Đó, rất là hay nhá, an toàn. Đó là cái mẫu đèn tiêu UV em vừa mới test cho các bác coi thử nhá. Và bây giờ mình sẽ xem một số cái công dụng nhá. Đấy, thì thay vì bằng mình khử trùng bằng xịt khuẩn các thứ ấy, thì mình dùng cái này Thì như trong phòng mà nó kín quá thì lâu lâu các bác diệt khuẩn nhá. Đèn tiêu UV diệt khuẩn có công dụng chính là diệt khuẩn virus, vi khuẩn và các vi sinh vật đó. Đấy, trong không gian lắp đặt này, với việc ứng dụng đèn tiêu UV cung cấp nguồn sáng khả năng tiêu diệt khuẩn này, vi sinh vật lên tới 99%, từ đó tạo nên một không gian chiếu sáng trong lành, sạch khuẩn và an toàn với người sử dụng. Đèn tiêu UV có công dụng tiêu diệt nấm mốc, khử mùi hôi, nấm mốc vô cùng hiệu quả luôn. Đó, thì nó phục vụ cho những cái như kiểu là nhà sĩ các thứ, phòng khám, phòng thiết các thứ cũng hay lắm này. Đấy, hoặc các bác có những cái căn phòng mà nó bị không có ánh sáng lâu ngày chiếu vào thì mình cũng khử cái này. Thứ nhất là không bị mùi hôi, những cái nấm mốc, nấm vi khuẩn các thứ là nó tiêu diệt được anh chị nhá. Đó, thì cái này các bác lên mạng mình tham khảo thêm về cái công dụng của cái đèn tiêu UV. Đấy, còn cái dòng sản phẩm này thì bao chất lượng, hàng nó đến từ nội địa Trung nhá anh em nhá. Nhựa của nó thì được làm bằng nhựa ABS, nó rất là chất lượng. Đấy, thì các bác biết rồi, những cái hàng nội địa của nó thì nó vẫn cứ là cao cấp, nó vẫn cứ là ngon, chứ không phải là cái dòng trôi nổi đâu anh em ạ. Đọc công dụng thì nó rất là dài như này. Đấy, thì em nêu sơ qua một vài cái tiêu điểm để cho anh em mình tham khảo thêm. Giá của nó thì nó cũng rất là dễ chịu thôi các bác ạ. Giá của một cây đèn như vậy như này nó chỉ có 350.000 thôi các bác nhé, 350k thôi. Đó, thì mình nên sử dụng một con phòng lâu ngày thì mình diệt khuẩn được. Đấy, an toàn cho sức khỏe các bác nhé. Đấy, các bác nào lấy thì báo em. Rồi, tiếp theo thì em sẽ kiếm được một ít cái quạt của một cái thương hiệu, đó là cái thương hiệu Xiaomi. Đấy, Xiaomi mã này mã của F5 nhá, mã của F5. Đấy, cũng kiếm được một ít cái hàng này, nó là hàng thanh lý nên là giá nó sẽ tốt hơn thông thường anh chị nhá. Cả anh chị em mình có thể so với sàn thương mại Shopee cũng được, giá nó cũng sẽ cao hơn giá em thanh lý được mọi người ạ. Con này nó là cái con quạt để bàn. Đấy, các bác có thể về dùng cái mẫu này tích điện. Đấy, dùng tích điện rồi là quạt là mỗi lần khi mình mất điện, hoặc là các bác mình có thể mua về cho các em bé nhà mình nhá, các em bé nhà mình. Sản phẩm này thì nó sẽ đi kèm theo một dây sạc USB Type C. Đấy, USB Type C đây. Đó, hàng của Xiaomi nhá, Xiaomi. 3 chế độ và một chế độ auto. Đấy, một chế độ auto, tích pin nhá, tích pin luôn. Và đằng sau này thì nó sẽ có một cái bông này, các bác mình đưa một chút tinh dầu vào đây thì nó sẽ quạt ra cái luồng gió thơm. Đấy, khung sườn rất là chắc chắn như vậy. Đấy, khung sườn rất là chắc chắn. Đấy, con này cũng có thể ngả lên ngả xuống được, cụp lên cụp xuống được như vậy. Đấy, rồi như em có tìm hiểu ở trên Shopee là một cái sàn nó bán những cái mẫu như này, là giá của nó là đang là 317.000. Đó là cái giá đầu tháng nó đang sale, Shopee đang sale. Còn bình thường nó là 500.000 một con như vậy. Đấy, 500.000 một con. Thì nay Shopee nó đang sale đấy anh em ạ. Quạt mini để bàn Xiaomi. Đấy, V5. Đấy, nó là mẫu này, V5. Đấy, em về có mỗi một màu trắng thôi nhá. Về mỗi một màu trắng thôi. Chiều cao của nó là 310 thì em sẽ đo phần kích thước chiều cao luôn cho các bác coi nhá. Dòng này chất liệu của nó được làm bằng nhựa ABS anh em nhé, nhựa ABS. Và đường kính của nó, cái cánh này nó là 16 phân nhá, đường kính lồng cánh là 16 phân. Và tổng chiều dài của nó này nó là được 20, chiều cao á, tổng chiều cao của nó là được 28 năm. Báy của nó đây, thì nó là 14 phân nhá, 14 phân. Đấy, thì đây là một cái mẫu quạt mình để bàn rất là hay. Thời lượng sử dụng mắc binh như này nó là được 3 tiếng. Đấy, được 3 tiếng. Và nếu mà anh em mình ở cái cấp độ 1 đấy thì, hoặc cấp độ auto á, thì nó sẽ được hơn gấp đôi lần. Đấy, sẽ được hơn gấp đôi lần anh em nhá. 7-8 tiếng thoải mái nếu mà cấp độ 1. Còn mắc như này thì nó chỉ khoảng tầm 3 tiếng thôi. Rồi, Ok anh chị này, như em tìm hiểu trên đây thì nó đang bán với cái mức giá hơn 300.000. Đấy là giá nó sale. Thì em Thanh gửi đến cho anh em mình cái mẫu quạt như vậy, hàng nguyên hộp mới cáu nhá, mới cáu. Đấy, của quạt của Xiaomi. Đấy, Xiaomi V5, mã V5 như vậy. Con này mang cho các bé nhà mình xài cũng được, mất điện là mình xài ngon. Em du luôn nhá mọi người nhá, em du và cực kỳ là chắc chắn. Nhựa của nó là nhựa ABS mà. Đấy, mỗi lần hết pin thì anh em nhớ cắm sạc vào đây, cắm sạc 5V vào đây cho em là xài. Một cái cây quạt như này nó là 250k nhá. Đấy, quạt nó là quạt để bàn đi, quạt Xiaomi đó, 250k. Thì các bác không thích ấy, thì mình sẽ không thích hát ấy, thì mình để nghe nhạc cũng được, nó nghe nhạc nó cực hay luôn. Đấy, chưa nói gì đến hát mọi người nhá, hàng nguyên siêu. Em sẽ bóc ra một hộp để giới thiệu cho các bác. Đấy, thương hiệu Monter Monter nhá. Tiếp theo về thêm cho anh em nó được cái dòng máy này là nó là máy hút dung dịch. Đấy, cảm biến nhiệt độ cơ thể luôn, 2 trong 1 nhá, vừa xịt khuẩn này. Đấy, vừa lấy nước xịt khuẩn rửa tay này, vừa cảm biến nhiệt độ này. Trên này màn hình có nhiệt độ nhá. Bây giờ em cho anh em mình coi thực cụ thể luôn. Cái mẫu này nó từ cái thời anh chị em mình biết rồi, thời Covid ấy. Đấy, giờ nó mới về được tới Việt Nam mình. Đấy, nó thanh lý anh em ạ. Thì đây hàng Nhật nhá, hàng Nhật 100% mới nguyên hộp. Đó mọi người này. Đây là cái tờ giấy các bác về dịch ra, từ Nhật sang Việt nó ra luôn. Đấy, còn từ Trung. À, con này hôm nay nó có cả màu trắng này. Hôm nay thấy được có con màu trắng này các bác. Nhưng mà cái này thì em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi, tại vì là nó không có màu để các bác lựa chọn đâu. Đấy, màu trắng này rất là đẹp luôn này. Thì thương hiệu nó này, Sarari tốc cái gì đó. Khung sườn này xịn sò chắc chắn. Trên này hiển thị nhiệt độ này. Trên này hiển thị màn hình này. Dấu cộng dấu trừ là tăng giảm như chế độ này, on off. Vài tính năng. Đây là cảm biến này, và đây là một cái đầu tép phun ra cái dung dịch. Hoặc nếu các bác muốn dùng dầu rửa bát ấy thì về tháo cái bếp này ra, và nó sẽ dùng nguyên cái dầu, nó sẽ bắn ra cái nước này thôi. Đấy là dầu rửa bát nhá. Còn trên đây nó là một cái cảm biến thân nhiệt. Đấy, khi mình giơ tay lên như này thì nó sẽ cảm biến được thân nhiệt của mình là bao nhiêu độ, ở đây nó cũng báo luôn. Đấy, cơ thể của mình bao nhiêu độ. Đấy, như thời Covid ấy, nó giơ tay vào đây mà nhiệt độ nó đang cao hơn thông thường ấy, thì là ông là bị nhiễm Covid rồi. Đó, thì em có tháo một cái ra và test thử luôn cho anh em mình nhá. Con này này, con này nó hay cái là nó phải dùng pin ở đây này mọi người nhá. Mọi người lắp cho em 4 viên pin vào đây. Chị nạy cái này lên. Đấy, nạy cái này lên thì nó sẽ có bốn cái viên chỗ lắp pin tiểu ở đây là anh em xài. Đấy, lắp xong thì các bác đậy vô vào nhá. Đậy vô vào mình xài. Cho dung dịch như thích thì dầu rửa bát, không thì anh chị mình có thể cho một tí cồn để mình rửa tay rửa giếc ấy. Đấy, cồn nhẹ. Dung dịch rửa tay. Thì đây nhá. Bật lên này. Đấy, bật lên này, trên này báo phần trăm pin. Đấy, và cảm biến nhiệt độ cơ thể các thứ thì nó sẽ hiện đây. Đây là đèn giữ lì, thì nó sẽ có một vài cái thao tác nữa. F0 này, F1 độ C này, F2 này, F3 này. Đó, ví dụ như đây em giơ vào đây, nhiệt độ cơ thể của em bây giờ nó là đã bằng 36,7 độ này. Đấy, bịt ở đây này, cái này này. Đấy, trên này thì nó còn vài cái tính năng nữa cơ, nhưng mà mình chưa biết đấy. Đấy, bobby này anh em nhìn thấy không? Đấy, và sunfa kem các gì đó ở trên này này. Đấy. Còn thông thường thì các bác về cho dầu rửa bát là mình giơ tay nó xịt luôn này. Đấy. Ui, nó xịt ra đầy nước luôn này. Đấy, cứ giơ tay nó tự xịt nhá các bác nhá. Đấy, để em cho các bác xem. Đó. Thì đây mình có thể chỉnh ra nhiều hay ra ít thì mình cho vào đây. Đấy, còn không thì anh em chơi cho em cái này ấy. Tháo cái này ra mình chơi cái dầu rửa bát vào đây, anh em mình rửa bát rửa biết cho chị em phụ nữ chỉ cần lấy cái búi rác rửa bát thôi, dơ vào đây là nước rửa bát ra này. Ui rồi nó ra này, ra tầm này luôn đó, ra tầm này luôn. Thì các bác muốn cho nhỏ thì mình cho nhỏ lại thôi đấy, cho nhỏ lại thôi. Con này xịn cực kỳ luôn các bác ạ. Ui ui, 201 nhá các bác nhá, 201 vừa cảm biến thân nhiệt vừa là rửa tay dung dịch. Đó thì hàng nó nguyên hộp. Anh chị nào lấy cái máy rửa tay lấy dung dịch rửa tay ấy, thì báo em nhé, 220.000 một hộp. Đấy, một cái như vậy. Hàng Nhật luôn. Đấy, hàng Nhật luôn. Ok anh chị em vừa mới giới thiệu đến các bác một vài sản phẩm. Thì anh em ưng ý được cái mẫu nào thì có thể ủng hộ em Thanh qua hai số điện thoại trên màn hình anh chị nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.